Hôm nay con phải đi cái bụng nó rất là bự luôn, có dấu hiệu ngứng ở đây, là cái bụng nó giống như là có trứng, ôm trứng rồi kìa. Mà quan trọng là hôm nay đưa chuối không ăn, bình thường là có chuối là ăn khí thế luôn. Chắc sẽ tách ra, chắc hôm nay sẽ tách ra chứ để chung con đực không được, chung con đực được đực này nó chiếm cái hộp này rồi. Thêm cá đây nữa, con cá không có chỗ để, không có chỗ đẻ. Bây giờ thôi tách nó ra cái thùng, nó có dấu hiệu bỏ ăn thì nó có thể là nó sẽ sắp đẻ rồi. Nó sẽ đã rất là to so với cái đầu của nó rồi ha. Bình thường con cá nó cũng mập nhưng mà nó không đến nổi như vậy, nó dị rồi, nó không có mập nữa, không bị dị rồi. Em ponytail cái nha, đây là một em black ponytail, hoặc là người ta còn gọi là Mexican ponytail. Thì nó là một loài đặc hữu của Mexico nha các bạn. Thì như các bạn thấy nè, em này là cái đã phối 4 lần. Thì 4 lần là mình thấy nha, tới hiện tại là mình đang để con được con cái chung, thực ra là nó phối nữa thì mình còn không biết. Nhưng mà mình thấy thì nó đã phối hơn 4 lần. Thì cái bụng của nó thì hiện nay rất là to, bạn thấy đây, bạn thấy là cái bụng của nó to rất là hơn bình thường rất nhiều, bạn thấy không? Thì mình thấy luôn nó ngấn ra ngoài nè, đó, mình thấy nó ngấn ra ngoài. Với lại ba bữa nay em nó đã bỏ ăn, theo mình đoán thì tình trạng bỏ ăn của nó, một là do nó stress, hai là có thể là nó gừng xanh. Như mấy em này nó gừng xanh thì nó hay bỏ ăn lắm, nó chỉ uống nước thôi. Thì bây giờ chắc ăn thì mình sẽ tách nó qua bên cái hộp đẻ. Hộp đẻ như thế nào? Nào cùng theo mình xem cái hộp đẻ của em đó nha. Đây như các bạn thấy, đây là hộp đẻ của em nó. Ở dưới là mình lót cát ha, mình lót cát, cát ẩm. Ở trên thì mình có một cái lớp lưới. Mục đích của việc bỏ nó vào hộp đẻ này, thứ nhất là không để chung với con đực nữa. Để chung với con đực thì mình sẽ sợ là con đực nó sẽ hung hăng, nó sẽ cắn con này. Mà con cái này là hiện tại là nó đang bỏ ăn, cho là nó yếu, nó rất là yếu. Mới chỉ dành sức cho để nó sinh sản thôi. Thì bây giờ là mình để qua đây, xong cái mình sẽ set một cái camera để mình theo dõi nó, để biết khi nào nó đẻ thì mình để mình lấy trứng ra cho kịp các bạn. Chứ nhiều trường hợp mình để trong cái mình để trường hợp hộp đẻ này ở trong cái chuồng nhưng mà mình không có theo dõi được, thì khi nó đẻ rồi mình không biết, để qua một ngày hoặc quay qua một đêm thôi trứng nó sẽ hư. Thì bây giờ mình sẽ để cho hộp đẻ ở đây, có mình sẽ xếp một cái máy quay mình quan sát để mình biết khi nào nó đẻ hay không. Bạn tâm đến thời gian này nó đã xác định là nó gừng xanh đó, thì nó sẽ không ăn không bú nhiều đâu. Mình chỉ cần để một chén nước ở trong đó cho nó uống thôi, nó thích là uống thôi ha. Nào, nãy bắt nó gà nó cào chảy máu. Dòng này thì nó hung hăng, nhưng mà nếu các bạn cần được dòng này thì cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon ha. Ok, thì mình sẽ theo dõi xem khi nào nó có tiến triển gì tốt, mình sẽ up thêm video cho các bạn xem. Hôm nay mình để thêm một cái hũ rau cho nó. Đây là để cho mình xua là nó không ăn nữa, nó bỏ ăn á.
chứ nếu mà nó còn ăn thì nó sẽ ăn, thì mình biết mình sẽ bắt nó ra. Còn nếu mà nó đúng là nó bỏ ăn thì mình yên tâm luôn, yên tâm nó sẽ gần đẻ. Bụng thì hôm nay cũng đã to lắm rồi. Cập nhật các bạn là ngày thứ 5 ha. Đấy, nó lòm cái lá đi xa xa đó. Mà không biết phải nó ăn không hay là nó lôi ra ngoài thôi. Bụng thì rất là to rồi. Mình cũng muốn mở ra nữa, thì mình lấy cái thùng mình đè lại rồi. Thôi để em mở ra mình quay cho các bạn xem rõ. Đây. À, ok. À, bụng thì rất là to rồi. Hôm nay làm biếng rồi. Hôm nay chỉ có nằm cào thôi chứ không có đi ra đi qua lại nhiều. Hi, xin chào các bạn, thì mình cập nhật tình hình bé Penny cái sau khi nằm ổn một tuần thì cũng mới bắt em nó ra tắm rửa sạch sẽ. Hôm trước mình cũng chưa review Penny cái này, hôm nay mình gửi sẵn mình review cho bạn xem. Em Penny cái này thì hồi nhỏ là em nó bị cắn nè, phần này bị cắn nè. Con đực nó cắn táp ngay cổ nó, do là nó bị chạy khúc này lớn cũng khó lành luôn, đưa thẹo rất là lớn, nói chung là sống là mừng rồi. Thì bụng thì hôm nay cũng còn khá bự, còn thấy được những ngứng của hai cái trứng hai bên, mới thể chạm vào là cái trứng được, cũng khá bự, không biết nằm ổ tới khi nào nó mới đẻ. Thì vì đi cái này của mình thì mình nuôi được 2 năm rưỡi hơn nha các bạn. Nếu mà tính chính xác mình nghĩ là phải 3 năm, tại vì khi mình lấy về thì nó đã cũng được 4 ít, 3-4 ít, 3-4 ít, mình nuôi hơn tính ra phải 3 năm tuổi hơn á. Đây là lứa đầu của em nó, thành ra là mình khá là lo, không biết nó có sinh sản thuận lợi không. Thì bây giờ thuận theo ý trời đi, tới đâu hay tới đó đi, dán bắt nó ra massage cho nó ha, massage cho nó khỏe ha, sẵn thận nó luôn. Hôm qua cả đêm coi không được cái camera, hàng chi nó tông biết cái camera lực luôn. Ê, ôi có trứng à, ôi nó đẻ rồi, để mình làm clip nóng quay liền cho quan xem nha. Hàng chi mình coi không được cái, tại vì hôm qua nó làm nó tông biết là cái máy làm nghiêng luôn. Để mình bắt cái máy này vậy nó làm qua. Trứng hiện tại mình thấy là cũng khá tốt nha các bạn. Để cái máy quay cho nó cố định. Giờ này mình sẽ bắt nó ra trước. Mà nó quảng quá, nó quảng. Để vào tay chạy. Đâu rồi,
số 8 mình nha các bạn. To thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nó khe không? Nè, nè bạn coi mới đặt tới nè. Đó. Đó, thấy không? Mình nhanh hơn bạn nha, mình nhanh hơn bạn nha bạn. Ok ok ok. Mình set cho nó cái chỗ trú ẩn trước nha. Rồi thôi mình xử lý tới cái trứng sau. Đây là cái trứng của em đó. Để mà mình lấy cái hộp ấp và mình vừa bơi mình vừa set vô luôn nha. Mình đã chuẩn bị nước ấp rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ nhặt nó ra nha. Ồ, mới đẻ ha. Trứng con mềm lắm. Em lấy một trứng cho bạn xem nha. Đây, em nó mới đẻ nha. Có thể là mới đẻ trong sáng nay nha. Trứng của Spinytail thì nó nhỏ. Nhỏ hơn cái size rất nhiều so với trứng của những con Iguana bình thường nha. Mình thấy giờ trứng nó hơi bị mớp á, có thể là nó sẽ không có phôi. Nhưng mà mình cứ giữ theo dõi. Được là trời cho, không được là trò chơi nha các bạn. Còn thấy không? Thấy rõ không? Đây. Không biết được nhiêu trứng nữa. Để mình nhặt ra còn ngồi mình đếm cho các bạn xem nha. Bạn thấy đây là lứa đầu của em đó nha, thành ra là đẻ được là mình đã mừng rồi. Thành ra mình cũng không đặt yêu cầu là nó phải ra sinh phẩm, mình chỉ cần nó đẻ được thì sao nó sẽ đẻ tốt hơn. Trứng rất tốt các bạn. Trứng cứt tròn. Số lượng mớp là có nhưng mà như mình hết ban đầu mình không đặt yêu cầu. Thành ra là mớp không sao.
bọn. Đây là em Penny cái sinh sản đầu tiên của bên mình. Thành ra là mình cũng rất là kích thích nha các bạn. Rất là vui. Hy vọng là nó thành công. Để có đợt bí để chia sẻ cùng anh em ha. Mình rất thích bảo tồn cái loài Penny theo này. Hiện tại thì cũng có nhiều anh em tìm kiếm về loài này. Cũng có coi như là tấm thú á, mong rằng càng về sau thì anh em sẽ càng thích về cái dòng này hơn. Mình có giỡn nha, đứa đầu mà đẻ rất là nhiều. Số lượng là hơn, nãy giờ là mình thấy là hơn mình tưởng tượng rồi. Tại vì mình sắp vô cái hộp á, mình sắp vô cái hộp cũng khá đầy. Cái này nó nhỏ quá, cái trứng nó nhỏ quá các bạn ơi. Này chắc không ok rồi. Mình cứ để đi, mình cứ để. Cái này mình trông ngóng lắm, mình ra là mình sẽ không bỏ sót cái trứng nào cả, kể cả trứng hư ha. Mình sẽ giữ vài ngày theo dõi. Thực sự hư mình mới bỏ. Vui quá các bạn ơi. Nhìn cái là biết hư rồi. Mà thôi, như là nói mình sẽ giữ. Giữ một hai bữa mình vẫn sẽ giữ.
Wow, các bạn thấy không, thành quả của một ngày hôm nay quá tuyệt vời. Mình không đếm hai cái trứng bị hư nha, mình sẽ đếm những cái trứng mà nó gọi là hơi tròn. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, trứng. Nếu mà không tính luôn hai trứng thì vô là 40 trứng. Quá tuyệt vời các bạn ơi, lần đầu tiên mà em phải đi cái mình mà đẻ được như vậy là mình quá ưng ý, là mình quá vui. Để mình là lấy cái nắp mình đóng lại. Ok, mình đã có nắp cho hộp trứng của bay theo rồi. Mình mát lại. Các bạn thấy nhiều bạn thấy cái việc ghi lại ngày tháng là rất là bình thường. Không nha bạn, theo dõi cái thời gian trứng được nở ấp ra và cái thời gian nó nở sẽ cho bạn biết là cái thời gian trứng nó phát triển và nở là bao nhiêu ngày chính xác luôn. Thì bạn kỳ sau cũng sẽ chạy vậy, kỳ sau nở cũng sẽ chạy vậy ha. Thành ra là nên theo dõi. Hôm nay là 11 tháng 4 ha, 11 tháng 4, ok. Các bạn vừa xem clip thu hoạch trứng Spiny Tail Iguana tại Iguana House. Nếu các bạn thấy hay, nhấn like và subscribe cho kênh, động lực để mình làm thêm nhiều clip phong phú hơn cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sẽ có một em yêu vương ý. Chào tạm biệt.